trẻ nhỏ luôn được ví như những thiên thần bởi tâm hồn ngây thơ, trong sáng. Trong mắt trẻ, thế giới ngập tràn màu hồng và tươi đẹp vô cùng. Bởi vậy, trẻ đôi khi có những suy nghĩ ngây ngô đến mức người lớn nghe xong chỉ biết ôm bụng cười sằng sặc bởi quá đáng yêu. Chị Mai, một bà mẹ trẻ hiện đang sinh sống tại Hà Nội mới đây chia sẻ câu chuyện hết sức hài hước về cô con gái nhỏ 4 tuổi tên Hà Linh, nick nam e4 của mình. Cụ thể, con gái chị sau khi đi học mẫu giáo về thì kể với mẹ chuyện không được phiếu bé ngoan. Sau đó, cô bé khiến chị Mai hết sức bất ngờ khi tự dưng đòi chuyển ra ngoài sống. Lúc biết được lý do, chị đã chuyển từ hoảng hốt sang cười lăn lộn bởi suy nghĩ quá mức ngô nghê, dễ thương của con. Chị Mai chia sẻ câu chuyện về cô con gái đáng yêu của mình. Nguyên văn chia sẻ được chị đăng trên Facebook cá nhân như sau. Con gái tôi, 4 tuổi. Hôm nay 8 tháng 11 năm 2019 chính thức đòi ra ở riêng. Chuyện là vừa ăn cơm xong, nàng có ghé sang, xà vào lòng mẹ, thỏ thẻ kể chuyện hôm nay đi học không được phiếu bé ngoan. Chuyện thường ngày ở huyện rồi nên tôi chẳng hỏi sâu hơn, chỉ bảo. Thế có bạn nào không được như con? Bạn nào được? Nàng kể rõ tên từng bạn. Ngưng một lúc, tự nhiên nàng bảo. Con muốn dọn đồ ra ngoài ở. Tôi giật mình, vì chưa bao giờ nói gì liên quan đến chuyện ra ngoài ở, chưa bao giờ đuổi con đi chỗ khác, đi ra ngoài. Lúc bực tức nên không thể tưởng tượng được nàng nghĩ được cái ý đó từ đâu ra. Tôi hỏi lý do. Nàng nói muốn ra ngoài ở với cô Nhung, cô bạn ngày xưa cùng ở chung nhà với gia đình tôi. Tôi vẽ ra thử vài điều, nào là ra ngoài thì không được ở với bố mẹ nữa, không được nằm ngủ cạnh mẹ. Xem nàng có chịu không. Ngờ đâu nàng nói. Con lớn rồi, con cũng phải làm cô dâu mà. Ôi, tôi mang nặng đẻ đau, dày công nuôi dưỡng. Mới có 4 năm thôi mà. Tôi còn từng bàn với chồng sao anh nào muốn làm con rể thì phải ở rể. Mà con gái tôi thế này thì phải làm sao? Chạnh lòng quá đấy. Khi nghe con gái đòi dọn ra ngoài ở, chị Mai có chút hoảng hốt, nghĩ hay con xấu hổ gì không được phiếu bé ngoan nên mới có ý định như vậy. Nhưng hóa ra là cô bé lại muốn làm cô dâu khi chỉ mới 4 tuổi. Ai mà ngờ một cô bé cao chưa đến hôn mẹ lại có những suy nghĩ bá đạo đến như thế. Chân dung cô bé bóng. Chị Mai cho biết, tuy mới ít tuổi nhưng bóng đã có những suy nghĩ rất chững chạc, già dặn không khác gì bà cụ non. Con hay nhắc nhở bố mẹ lắm. Như việc bố mẹ phải ngồi ngay ngắn khi ăn cơm, không được xem điện thoại trước khi đi ngủ hay phải thường xuyên gọi điện hỏi thăm ông bà. Thậm chí lâu lâu không thấy mẹ thắp hương, con còn nhắc mẹ đi mua đầu cúng cụ. Tuy nhiên, lần đòi làm cô dâu này chỉ là một suy nghĩ vô cùng hồn nhiên của bé Bấm. Theo đó, Bấm chưa hề biết cô dâu nghĩa là gì, vai trò, trách nhiệm của chức vụ này ra sao. Là con gái nên bé Bấm rất điệu đà và thích giấy giót. Bấm muốn làm cô dâu sớm bởi rất thích giấy giót, nhất là giấy cô dâu vừa dài, vừa đẹp như công chúa. Lần nào đi qua ảnh viện áng cưới, cô bé cùng đòi mẹ cho vào mặt thử. Chắc thích giấy cô dâu quá nên con mới đòi ra ở riêng, chị Mai chia sẻ. Đôi khi chỉ một vài câu nói ngây ngô của trẻ cũng xua tan đi mệt mỏi của bố mẹ.